Xin chào anh chị em. Bây giờ là 4 giờ 43 phút sáng ngày thứ hai, một ngày tuần mới vô cùng tuyệt vời. Chúc tất cả anh chị em có một tuần mới tạo nên rất nhiều điều khác biệt cho cuộc sống của mình, đúng không ạ? Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Hôm nay bây giờ là 1.000 người trên phòng Zoom. Anh chị em đoán xem hôm qua đêm vừa rồi mấy giờ tôi đi ngủ ạ? Đã xem qua mấy giờ tôi đi ngủ ạ? 1 giờ. Đêm vừa rồi 2 giờ tôi mới đi ngủ, 2 giờ mới ngủ được chứ không phải 2 giờ mới đi ngủ, 2 giờ mới ngủ được. Bởi vì hôm qua là mới tư duy ra thêm một công thức double của công thức của SE. Cho nên là suy tư vui quá, nó hào hứng quá không ngủ được, 2 giờ mới ngủ anh chị em. Nhưng mà vẫn 4 giờ sáng cũng vẫn thức dậy cùng với anh chị em, đó là một sự nỗ lực cho nên mắt hơi kèm nhèm chút xíu. Anh chị em giơ tay chào nhau, anh chị em chào anh chị em. Ok, mắt vẫn hơi kèm nhèm chút xíu bởi vì tối qua ngủ có 2 tiếng thôi. Trăn trở nghĩ ra những cái mà hỗ trợ cho cộng đồng của mình đó, nghĩ ra những cái chiến lược có thể làm thế nào để đồng hành cùng với anh chị em để vượt qua tất cả những khó khăn về tài chính cho cái mùa Covid và trong thời gian sắp tới, và nghĩ ra những điều đặc biệt lớn lao để cho cộng đồng giáo viên của mình đó. Cộng đồng giáo viên nói riêng và cộng đồng nói chung rất là cần được hỗ trợ trong thời gian sắp tới. Rất cần được hỗ trợ. Cho nên là có những cái trắc trở, những cái trắc ẩn của tôi thì có khi tôi phải làm nhanh hơn. Tôi muốn anh chị em rèn luyện nhiều hơn nữa. Nhưng mà giai đoạn này có khi phải làm nhanh hơn. Đó là cái điều mà đêm qua tôi trăn trở, tôi ra được công thức có 2 trang giấy thôi. Cái công thức tôi viết lên được 2 trang giấy. Với cái công thức này thì trong vòng tháng 9 có một cái trong vòng tháng 9 thì sẽ có 1 tháng tôi huấn luyện 10.000, 1 tháng sẽ huấn luyện 10.000 tài năng bán hàng, tài năng khởi nghiệp. Anh chị em hào hứng không? Là sẽ có 1 tháng trong tháng 9 sẽ huấn luyện 10.000 người, là sẽ huấn luyện 10.000 anh chị em về tài năng bán hàng, tài năng khởi nghiệp. Anh em chứng kiến công thức nha, anh em chứng kiến công thức cùng với nhau, cùng với tôi để mình thấy rằng là không gì là không thể, được không? Và tôi rất là mong muốn anh chị em lan tỏa cái giá trị của SE để nhiều người ở ngoài kia họ được hạnh phúc và bình an hơn. Ngày hôm qua tôi có chia sẻ của một bạn ở tâm dịch Hà Giang hả, toàn bộ ở đó bây giờ đang đang đóng băng hết, đang cách ly xã hội. Thì ước gì người dân ở đó họ biết đến SE nhỉ? Anh nói người ta hoang mang lắm. Ước gì mọi người ở đó biết đến SE và sáng thức dậy để học tập. Tại vì cái trí tuệ của mình nó tạo năng lượng rất lớn. Có 3 cái nguồn năng lượng rất lớn. Nó đến từ cơ thể của mình, đến từ trí tuệ của mình, mà đến từ trái tim của mình yêu thương á. Thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng rất lớn anh chị em. Hôm qua học được cái bài của cô Anh Lan hay lắm. Cái bài của anh Lan, cô Anh Lan Học viện Công dân. Rất là hay. Thì bây giờ thì chúng ta trở lại cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt, ngày thứ hai. Cái chủ đề là xây dựng gia đình lành mạnh. Thì câu hỏi đầu tiên, những câu hỏi trước đây thì giờ câu hỏi đầu tiên tôi hỏi anh chị em câu hỏi mới để anh chị em trả lời nhé. Ngày hôm nay anh chị em làm 3 việc gì để tạo nên cái sự khác biệt trong gia đình của mình? Ngày hôm nay anh chị em sẽ sẵn sàng làm 3 cái việc gì khác biệt cho gia đình của mình hạnh phúc? Ba cái việc gì ngày hôm nay mình quyết tâm mình làm á,
và mình duy trì nó thành hệ thống thói quen để mà gia đình của mình sẽ hạnh phúc. Ba việc anh chị em hãy viết ra ngay lúc này, cái năng lượng lúc này nó tốt, năng lượng buổi sáng rất tốt. Ngày hôm nay mình sẽ quyết tâm làm ba cái việc gì, làm cái ba cái việc gì khác biệt, ba cái việc gì để làm cho gia đình của mình khác biệt, được hạnh phúc hơn. Mình suy nghĩ kỹ xem. Tôi biết chắc là gia đình nào nó cũng có vấn đề mà, đúng không? Ừ. Thì ngày hôm nay mình quyết tâm mình sẽ làm ba cái việc gì khác biệt. Nếu như bạn đang comment là quan tâm, yêu thương, chia sẻ nè, kết nối, chia sẻ, yêu thương, là làm ba cái việc gì khác biệt để gia đình mình hạnh phúc hơn. Và mình ghi ra mình phải làm nhá, phải duy trì cái điều đó, phải duy trì ba cái việc khác biệt đó, ba cái điều đó để làm cho gia đình của mình trở nên khác biệt và hạnh phúc hơn, khác biệt so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua có điều gì nó chưa ổn, vợ vẫn hay nhằn chồng, chồng vẫn còn lôi thôi lếch thếch, vẫn còn nhậu, vẫn còn hút thuốc, đại loại vậy. Ừ, con vẫn chưa ngoan vì điều gì đó. Thì hôm nay mình làm ba cái việc gì khác biệt để cho gia đình của mình sẽ được hạnh phúc hơn. Tôi tin là ai trong chúng ta cũng có một cái sự trắc ẩn cho gia đình hạnh phúc, chắc chắn rồi. Mà chúng ta không có trắc ẩn cho gia đình hạnh phúc thì chắc chúng ta cũng không có mặt trên vùng dung buổi sáng thế này, đúng không ạ? Để xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và bình an thì cái quan trọng nhất là cái lõi vẫn là trong gia đình của mình. Còn ở ngoài, ở bên ngoài tính sao? Cái lõi vẫn trong gia đình của mình. Mình sẽ không bao giờ hạnh phúc, thịnh vượng, được bình an thực sự được khi mà gia đình của mình nó không ổn. Tôi nhớ có một bài đọc tôi đọc lâu lắm rồi. Người ta nói là cái đánh giá của một người đàn ông mà thành đạt á, là nhìn vào gia đình của họ. Cái đánh giá cho một người đàn ông thành đạt á, là nhìn vào gia đình của họ. Họ giàu có đến mấy tôi không biết, họ đạt được cái địa vị đến mấy không biết, nhưng mà hãy nhìn gia đình của họ có hạnh phúc hay không. Còn nếu họ có sở hữu cả thế giới này mà gia đình họ không hạnh phúc thì người đó vẫn chưa xem là thành đạt. Nó quan trọng. Và gia đình ngày hôm nay rất nhiều điều thiếu lành mạnh, đúng không? Cho nên cái chuỗi chủ đề xây dựng gia đình lành mạnh chúng ta đang làm rất ý nghĩa anh chị em. Quan tâm đặc biệt nhé, quan tâm đặc biệt đến gia đình của mình. Mỗi người mình hạ bớt cái tôi của mình xuống là được, đúng không? Dùng năm mật ngữ tình yêu trong gia đình của mình là được. Đó. Và trở lại năm câu hỏi mà thường ngày chúng ta vẫn làm. Mục tiêu lớn nhất hôm nay của bạn là gì? Mục tiêu lớn nhất hôm nay của bạn là gì? Câu hỏi số 2 là bạn sẵn sàng phụng sự người khác những gì? Bạn sẵn sàng phụng sự người khác những gì? Điều bạn trân quý và biết ơn nhất lúc này là gì? Điều bạn trân quý và biết ơn nhất lúc này là gì? Bạn trân quý ai nhất về điều gì mà họ đã làm cho bạn? Có nhất nha. Bạn trân quý ai nhất, tức là trân quý cái người nào đó nhất mà họ đã từng ra tay, họ phụng giúp đỡ mình. Trân quý ai nhất về những gì mà họ đã làm cho bạn?
Và lúc này bạn hạnh phúc nhất điều gì? Lúc này bạn hạnh phúc nhất điều gì? Lúc này bạn hạnh phúc nhất điều gì? Bạn nghĩ tới điều hạnh phúc đó, bạn neo cảm xúc lại. Bạn rất là hạnh phúc. Vâng, cảm ơn anh chị em. À, chúc anh chị em có một cái tuần mới rất là hạnh phúc. Và bây giờ tôi xin dừng lại diễn đàn ngày hôm nay cho cô Mai là học trò cùng với thầy Tuấn sẽ chia sẻ cho chúng ta hôm nay. Xin mời Mai ạ. Xin mời em. Dạ vâng ạ. Xin được kính chào thầy Nguyễn Công Thái và xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt tại phòng Zoom ngày hôm nay. Khi mà thầy hỏi cái câu hỏi là cái điều mà ngay bây giờ bạn hạnh phúc là điều gì, thì em cũng xin phép là được chia sẻ là em cảm thấy rằng là rất là hạnh phúc khi mà những cái chủ đề sinh hoạt buổi sáng của chúng ta, chủ đề về gia đình lại có thể thu hút được cái sự quan tâm của rất là nhiều các anh chị, các thầy cô. Vâng. Quay trở lại với cái chủ đề mà chúng ta tiếp tục trao đổi, đó là chủ đề xây dựng gia đình lành mạnh. Thì trong cái tuần vừa qua thì em và thầy Tuấn cũng đã nhận được rất là nhiều những cái phản hồi của các anh chị em đã tham gia phòng Zoom của tuần trước. Trong đó thì có rất là nhiều những cái chia sẻ về những cái câu chuyện trong gia đình của họ. Và chính bởi vậy nên là ngày hôm nay thì em và thầy Tuấn và em thì hai thầy trò đã chọn cái chủ đề đó là tìm lại cái niềm tin và sự gắn kết trong gia đình. Tuần trước thì chúng ta đã trao đổi về cái tầm quan trọng của niềm tin, tầm quan trọng của sự gắn kết trong gia đình. Nhưng mà trong một gia đình thì ngay cả một gia đình rất là lành mạnh thì không phải lúc nào gia đình cũng chỉ có cái sự vui vẻ. Không phải gia đình lúc nào cũng cũng hạnh phúc, mà gia đình cũng có thể nảy sinh những cái vấn đề, trong đó thì có thể là những cái sự kiện mà gây mất niềm tin, hoặc là những thành viên trong gia đình có thể là mất cái sự kết nối. Và khi mà chúng ta đã trong một gia đình mà cái niềm tin hay là sự kết nối này đã bị cản trở, hoặc là có thể là thậm chí là đã bị đứt gãy, thì lúc này cái gia đình có thể sẽ không còn nhiều cái giá trị nữa. Và chính bởi vậy nên là trong buổi chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cái việc là làm thế nào để chúng ta có thể lấy lại được cái niềm tin, lấy lại cái sự kết nối khi mà gia đình chúng ta đã có gặp một cái vấn đề gì đó. Và rất là vui mừng khi mà phòng Zoom của chúng ta được chào đón thầy Trần Đình Tuấn ạ. Dạ vâng, em xin được kính chào thầy. Và rất là biết ơn thầy, vâng, biết ơn thầy đã quan tâm đến cộng đồng, đến những người dân Việt Nam. Và quay trở lại với những cái câu hỏi của các anh chị em tuần trước ạ, thì em đã nhận được một số câu hỏi, trong đó có một số câu hỏi nó có những cái nội dung giống nhau á, thì em cũng xin phép là có thể là được trao đổi với thầy được không ạ, được xin ý kiến thầy được không ạ? Vâng, bởi vì là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào là chúng ta trao đổi những cái câu chuyện, trao đổi những cái vấn đề mà có thể nảy sinh trong gia đình. Và thầy Trần Đình Tuấn thì cũng là một nhà tham vấn trị liệu chuyên nghiệp ở tại California của Mỹ. Bởi vậy nên là với cái kinh nghiệm nhiều chục năm làm việc với thân chủ thì thầy có thể là sẽ đưa ra được những cái gợi ý cho chúng ta. Cái tình huống đầu tiên mà em muốn hỏi thầy, mà cái tình huống này cũng đã được nhắc đến ở trong cái buổi hôm trước, đó là khi mà trong hôn nhân á, mà một trong hai người đã có cái mối quan hệ bên ngoài ạ, và đây là một trong những cái tình huống mà có thể gây mất niềm tin, và nhưng mà người ta đã hối lỗi. Cụ thể ở đây thì là một cái người chồng thì đã có một cái mối quan hệ bên ngoài với một người phụ nữ khác, và cái việc hành động này của người chồng thì cũng đã nhận được một cái sự phản đối rất là mạnh, rất là dữ dội của gia đình, và bản thân gia đình của anh chồng này cũng đã cũng 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 phản đối rất là dữ dội. Và nhưng mà anh ấy cũng muốn quay trở lại gia đình, và bản thân người vợ cũng muốn đón nhận và cũng muốn tha thứ. Tuy nhiên giữa họ có một cái rào cản nào đó mà họ rất là khó có thể thực hiện được cái điều này. Vậy thì trong những cái trường hợp này thì thầy có những cái gợi ý gì không ạ? Vâng, đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Vâng, hôm nay chắc là chúng ta sẽ trao đổi dựa trên khoảng 3 câu hỏi ạ. Nên là trước hết thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cái câu hỏi đó. Em xin được kính mời thầy ạ.
Dạ thầy ơi, thầy có thể bật mic được không ạ? Trước hết tôi xin kính chào thầy Thái, Dạ là chào người đã có công rất là lớn mà tạo ra cái diễn đàn vĩ đại này. Thứ hai là kính chào Mai và kính chào tất cả các bạn đang tham gia cái buổi thảo luận này. Tôi xin phép đi ngay vào câu hỏi nhé, tại vì để mình tiết kiệm thời gian đó, thì cái câu chuyện mà Mai vừa đưa lên đó, thì tôi cảm thấy là mình kinh rất là may mắn ở đây, cái gia đình đó rất là may mắn ở đây. Mặc dù đây là trong cái tình huống cực kỳ xấu nhé, tình huống là một người đã vi phạm vào cái điều cơ bản nhất ở trong hôn nhân, thế tức là phản bội, đã có một cái quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác, đây là người chồng. Thì đây là cái tình huống xấu nhất trong các cái tình huống mà gây ra trở ngại trong gia đình đấy. Nhưng ở đây nó là cái xấu, nhưng có rất là nhiều cái tốt ở trong cái xấu này. Cái tốt thứ nhất là bản thân người chồng này thú nhận là và hối lỗi và muốn là quay trở về với vợ. Thì cái này là cái điểm mạnh đầu tiên. Và trong đa số các trường hợp thống kê người ta quan sát đó, là trong đa số các trường hợp ngoại tình đó, thì cái số giống như anh này đó là đa số. Còn cái số mà ngoại tình mà muốn bỏ luôn vợ hay là ngoại tình mà muốn bỏ luôn chồng đó, thì may mắn là nó ở trong cái thiểu số thôi. Đa số người ta sa ngã một chút thì người ta, nhưng mà ta không không có người nào muốn bỏ chồng bỏ vợ hết. Người ta chỉ muốn là đối người đàn ông thì có thể là muốn có một cái cảm giác mới, cảm giác lạ. Để sẽ đề cập đến cái mà một số bạn kỳ trước nói đó, là cái nhàm chán ở trong hôn nhân đó. Thì có thể là một người thấy là muốn có cơ hội nó đến chẳng hạn, thì muốn có một cái cảm giác lạ, chứ cái người đó không có ý định là bỏ hẳn vợ hay bỏ hẳn chồng chồng của mình để đi theo cái người người kia. Thì ở đây đó là một thế mạnh. Thế mạnh thứ hai đó là không những người chồng hối hận muốn quay trở về với vợ, mà ngay cả gia đình người chồng cũng thấy là anh ta là sai và hỗ trợ cái người vợ này. Thì tôi thấy ở đây đó là những cái điểm rất là mạnh ở trong đây. Thì bây giờ cái người vợ cũng cũng không cũng cũng sẵn sàng tha thứ cho chồng, thì đấy là quá tốt rồi, đầy đủ hết tất cả các điểm mạnh. Vậy cái khúc mắc ở đây là bây giờ làm sao để có thể điều kiện nó tốt như vậy đó, nhưng mà bây giờ làm thế nào để có thể trở lại xây dựng lại cái mối tin cậy, cái trust ở trong hôn nhân, đó là cái nền tảng ở trong hôn nhân đó, để mà có thể sống bình thường trở lại. Thì trước hết tôi đề nghị là những cái người trong cuộc đó phải ý thức một điều quan trọng như thế này. Đây là điều quan trọng nhất. Tức là cái basic trust, tức là cái niềm tin cơ bản nhất ở trong hôn nhân nó đã bị vi phạm một cách nặng nề như vậy, thì không có cách nào mà nó có thể trở lại giống như là cái bát nước đầy nó đã đổ đó, không thể nào mà vớt nó lên để đầy lại như cũ được. Cho nên nó sẽ phải mất thì giờ kiên nhẫn, tức là nó có thể phục hồi lại được, nhưng mà nó phải mất thì giờ, rất là kiên nhẫn. Đấy là điều đầu tiên những người trong cuộc cần phải ý thức điều đó. Người chồng, người vợ đều phải ý thức điều này, là nó rất là mất công, nhưng phải kiên nhẫn mà đầy đủ các cái thế mạnh để mà đi tới, thì kết quả tốt đẹp sẽ đến. Chắc gần như là chắc chắn là kết quả sẽ tốt đẹp sẽ đến, bởi vì có quá nhiều điều kiện thuận tiện. Tuy nhiên, nếu mà người ta nghĩ rằng là nếu mà người ta không ý thức cái điều quan trọng đầu tiên là cái này nó rất mất mất công, rất là tốn tốn rất nhiều công, phải kiên nhẫn, phải khôn ngoan, phải bình tĩnh, thì người ta sẽ dễ thất vọng, bởi vì có thể người vợ sẽ rất lâu mới có thể quên được cái vết thương này. Có thể có những cái rất là độc hại, thí dụ như lúc mà người ta đã hòa hoãn với nhau để người ta có thể âu yếm lại với nhau chẳng hạn, thì người vợ vẫn chưa quên được là cái cảm giác là người người chồng của mình đã làm như thế này với một người khác. Thì cái cảm giác nó đau đớn ghê gớm lắm, và nó giống như là một cái liều thuốc độc đó. À, nó làm cho nó xô người ta ra, nó làm cho cái vết thương sâu thêm. Chứ mà muốn quên cái đó thì phải có thời gian, và muốn người vợ mau quên cái đó thì người chồng đóng góp có những cái trách nhiệm rất là lớn ở đây, để làm cho vợ mình bớt cái vết thương đó đi. Thành cái trách nhiệm người chồng ở đây tôi nghĩ là rất là quan trọng. Người vợ đã có cái tâm là muốn tha thứ cho chồng mình, cho nên phải giúp cho cô ấy có đủ cái sức mạnh, phải empower cô ấy, tạo điều kiện và phải tạo sức mạnh cho cô ấy để cho cô ấy đi mau trên con đường hồi phục đó. Vậy thì muốn muốn empower cô đó, muốn tạo cái sức mạnh để cho cô đó, cô quyết tâm cô tha thứ cho mình đó, một cách mau lẹ nhất đó, thì phải làm sao?
Thì trách nhiệm của người chồng ở đây là người vợ có quyền nha các bạn. Người vợ ở đây đó là người vợ có quyền được cảm thấy an toàn trở lại trong cái mối quan hệ này. Đó là người vợ có quyền, bởi vì người người vợ không làm gì sai quấy ở đây hết. Người vợ lấy chồng là để có một gia đình hạnh phúc, cảm thấy an toàn. Đây là cái môi trường an toàn nhất của mình. Mình có thể ra ngoài, mình gặp sóng gió, mình va chạm, mình kiếm ăn, mình đủ thứ sóng gió ngoài. Nhưng mà cái mới gia đình này phải là cái nơi mà mình trở về để mình được an toàn nhất. Ở đây không có ai đâm sau lưng mình hết. Ở đây không có ai lừa dối mình hết. Ở đây là cái nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất. Nhưng cái chuyện này nó xảy ra thì nó là một cái trauma rất là lớn. Và vậy cho nên cái trách nhiệm người chồng ở đây là phải cố gắng, phải có trách nhiệm rất lớn để làm thế nào phục hồi cái đó. Vậy phục hồi bằng cách nào? Bằng cách là bản thân anh chồng đó phải chứng minh cho vợ mình biết là mình sẽ không bao giờ mắc lại cái khuyết điểm đó nữa. Mình sẽ không bao giờ mắc lại cái khuyết điểm đó nữa. Tự dưng tôi bị mất ở đây đây đây. Tôi bị mất cái hình ảnh. Các bạn nghe vẫn nghe tôi vẫn nghe tiếng nói của tôi phải không? Dạ vâng ạ, vẫn nhìn Nghe được thấy các à? thầy rất là rõ và nghe thầy phân À dạ 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 vâng, vậy thì tôi tiếp tục tôi nói này, không cần phải nhìn thấy. À, cái trách nhiệm của người chồng là phải làm thế nào cho vợ mình không có bị gọi là hoang mang, không biết là vợ chồng mình có chồng mình có thể tái diễn lại cái đó hay không, bởi vì cái sự thật rất là nguy hiểm ở chỗ này nè, là những cái người mà đã ngoại tình thì người ta dễ có khuynh hướng ngoại tình trở lại. Đấy là cái thống kê là như vậy các bạn. Cái điều rất là không hay ở đây là những cái người đó thì họ hay có khuynh hướng là họ họ tái diễn lại cái chuyện đó. Thì đấy là điều không tốt. Vậy bây giờ người chồng đây là trách nhiệm người chồng, và người chồng phải làm thế nào? Người chồng phải thành thật và chủ động trong cái việc là chứng minh như người vợ là mình chỉ có lỗi một lần, mình đã hối hận và mình biết ơn gia đình mình, biết ơn vợ mình là đã tha thứ cho mình, đã tạo điều kiện để cho mình trở về với gia đình và cùng nhau xây dựng cái gia đình này cho cả hai người, cho con cái, cho tất cả mọi người. Thì cái phúc lợi nó vô cùng là lớn ở đây. Thì người người chồng làm cách nào? Người chồng phải, tôi lặp lại là người chồng phải chủ động nhé, phải chủ động để luôn luôn mình lúc bây giờ là mình sẽ phải trong suốt như là một 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 cái gương, không có một cái bụi nào hết đó. Cái gương của thiền sư gì đó, là không có một vẩn bụi nào đây, để người vợ lúc nào cũng yên tâm được. Tức là bản thân mình phải chứng minh cho vợ mình biết là mình hoàn toàn không có cái chuyện đó, không, vợ mình cứ yên tâm, không có gì hết. Nếu mà mình đi vắng thì mình báo cho mình biết, mình làm cái gì hơi ngoài cái gọi là cái routine, ngoài cái thời khóa biểu bình thường của mình đó, là mình thông báo cho mình biết, mình bàn với vợ mình. Nói tóm lại là mình làm thế nào để cho nó như một tấm gương trong trong suốt vậy đó, giống như là cái tấm gương của thiền sư gì mà các bạn nghe cái chuyện mà thiền sư nói là một một ông thiền sư thì nói là cái tâm là phải trong như một 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 cái tấm gương đó, không có một chút bụi nào ấy. Còn một ông thiền sư mà cao cao hơn đó, ông bảo là không cả có tấm gương nữa, bởi vì nó không có bụi gì cả để mà nó bám vào cái gì hết. Thế là cái tâm của mình là gần như nó không phải là tấm gương luôn, không cần phải là tấm gương luôn vì nó trong suốt. Thì đây, cái trách nhiệm lớn của người chồng là như vậy. Bên cạnh đó, tôi hồi nãy tôi có nói là người vợ có quyền biết đó. Nhưng người vợ có quyền biết và người chồng lý tưởng là người chồng hợp tác với vợ, nhưng người vợ cũng phải chủ động các bạn. Người vợ có quyền và người vợ nên chủ động kiểm tra. Tức là, và người chồng phải chấp nhận cái đó. Một thời gian sau, đến khi nào mà người chồng sẽ làm cho người vợ mình tin mình dần 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 dần. Đến một lúc nào đó thì cái sự kiểm tra đó nó không cần thiết. Mà cái người chồng cũng không cần phải lúc nào cũng chứng minh cho vợ vợ mình biết là mình trong suốt, trong veo như là một cái khoảng không, chứ không có một cái gì vướng mắc ở đây. Thì từ cái lúc mà mình phạm cái lỗi đó, được vợ mình tha thứ, đến cái lúc mà vợ mình bình thường với mình trở lại và mình chấp nhận là mình như một tấm gương trong trong sáng đó, thì lúc bây giờ thì vợ mình sẽ không cần phải kiểm tra mình nữa, kiểm soát mình nữa. Lúc đó là lúc đạt mục đích, tức là lúc đó là cái trust nó được phục hồi hoàn toàn.
Nhưng mà nói thì các bạn thấy nó ngắn đó, tôi nói có mấy phút đồng hồ tôi nói xong cái quá trình đó, nhưng mà trong những người thực hiện cái quá trình đó, là từng ngày từng giờ từng tuần lễ từng tháng người ta phải kiên nhẫn, người ta phải để mà người ta đi đi đến đi trên con đường đó để mà đạt mục đích đó. Và cái quan trọng nhất ở trong cái quá trình này các bạn là cái communication. Trên suốt cái con đường đi này, cái quan trọng nhất là communication, tức là người chồng và người vợ phải phải mở cái open, các bạn phải mở cái communication đó ra. Nếu mà mình tức quá, mình không còn muốn nói chuyện nữa, mình như là mình thấy mặt người kia là mình còn vẫn còn giận đó, thì cái đó không được. Mình phải làm sao mà, bởi vì trong giai đoạn này là cái giai đoạn khủng hoảng này, nó thì cái communication nó cần hơn là giai đoạn bình thường. Cho nên nếu mà mình còn vẫn còn giận đến lúc đến độ mà mình không còn muốn nói chuyện nữa đó, thì cái đó chưa, cái quá trình đó vẫn còn dài lắm các bạn. Người ta giận đến nỗi người ta không thèm nói, nó không muốn nói, nó không có hứng thú để mà nói nữa, cái đó nó còn còn lâu lắm, con đường nó còn dài lắm. Như vậy thì làm thế nào để dần 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 để cho người người vợ có thể nói chuyện lại với người chồng, và người chồng phải chủ động các bạn. Như tôi đã nói ngay từ đầu đó, là trong cái này cái người có lỗi đó, là người chồng, nó phải chủ động ngay từ đầu, phải chấp nhận là vợ mình sẽ giận mình, vợ mình sẽ mất hứng và mình sẽ không hợp tác, vân vân. Nhưng mà mình phải kiên nhẫn, mình cứ làm cái phần mà đúng của mình, rồi dần dần người vợ sẽ từ từ người vợ sẽ thay đổi, bởi vì cái điều đó là chắc chắn, bởi vì người vợ đã chấp nhận cho mình quay trở lại, chứ người vợ không có nóng giận đến độ mà hủy hủy hoại cái gia đình này, người vợ không phải như vậy. Và gia đình mình, tức là gia đình của người chồng, cũng hỗ trợ người vợ. Thì cái anh chồng này là rất là may mắn ở đây, là bởi vì bố mẹ anh ấy, gia đình của anh ấy cũng sáng suốt và hỗ trợ người vợ và hỗ trợ anh ấy để cho anh ấy có thể đi cái con đường mà anh ấy phải đi. Con đường của anh ấy phải đi là con đường anh chứng minh cho tất cả mọi người là đây chỉ là một cái lỗi thôi. Có thể là những người người ta phạm cái đó thì người ta dễ phạm lại, nhưng mà tôi sẽ không phải như vậy. Không phải tất cả mọi người đã phạm lỗi thì đều đều sẽ phạm lỗi trở lại, có một số người đã phạm lỗi và không phạm lỗi trở lại. Vậy nếu tôi đã quyết tâm tôi không phạm lỗi trở lại và mọi người giúp tôi để tôi duy trì được cái quyết tâm đó, thì cái chuyện phạm lỗi trở lại nó sẽ không xảy ra. Giúp tôi có nghĩa là sao? Giúp tôi có nghĩa là luôn luôn nghĩ rằng là tôi có thể sa ngã trở lại và kiểm tra tôi, kiểm soát tôi để cho tôi không thể nào phạm lỗi được nữa.